Sau một thời gian dài duy trì ở mức cao, những ngày gần đây, giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm khá mạnh so với hồi cuối tháng 7. Giá lợn hơi xuất chuồng giảm khoảng 7 đến 10.000 đồng một kg tùy loại, đứng ở mức từ 80 đến 87.000 đồng một kg. Giá lợn hơi liên tục giảm đã mang đến niềm vui cho cả người mua lẫn người bán lẻ thịt lợn tại các chợ dân sinh. Khu vực kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội, thịt lợn ở đây chủ yếu được bán buôn. Theo nhiều tiểu thương, những ngày gần đây, giá thịt lợn hơi tại các lò mổ đã giảm và nguồn cung cũng dồi dào hơn so với tháng trước. Khoảng 5 đến 10 ngày trước ấy, thì chúng tôi đi lấy hàng rất là khó vì cái nguồn hàng nó khan hiếm. Đấy thì đi lấy hàng thường là phải xếp hàng hoặc đợi chờ rất là lâu. Như ngày hôm nay ấy, thì 3-4 ngày hôm nay thì đi mua dễ hơn thì không phải chờ đợi. Tại một số chợ dân sinh, thịt lợn các loại cũng được điều chỉnh giảm. Cụ thể, thịt ba chỉ, nạc vai, sườn có giá từ 160 đến 170.000 đồng một kg, thịt mông sấn là 140 đến 150.000 đồng một kg. Người tiêu dùng thì bây giờ đang cao như vậy mà bây giờ nó hạ thì bao giờ nó cũng thấy thoải mái hơn. Theo các chủ trang trại nuôi lớn, một trong những nguyên nhân làm cho giá lợn hơi giảm xuống do các trang trại đã tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để tái đàn, tăng đàn. Với đà này, dự đoán giá thịt lợn sẽ còn được giảm nữa. Nhưng mà trong cái tương lai, nếu như không có dịch bệnh xảy ra, thì chắc chắn một điều rằng cái giá lợn nó cũng sẽ còn có thể là đi xuống một chút nữa. Trong cái đầu năm 2020 này, cái việc kiểm soát dịch là rất là tốt. Thứ hai là tái đàn tăng đàn, rất nhiều tỉnh đã tái đàn tăng đàn tương đối tốt, thì cái đó nó cũng làm giảm nhiệt. Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi cũng cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước đã nhập khẩu trên 90.000 tấn thịt lợn các loại và lợn sống đã nhập khoảng 95.000 con. Đến quý 3, đàn nái phục vụ tái đàn ước đạt gần 3 triệu con. Đây là những yếu tố nhằm tạo sự cân đối giữa cung và cầu, bảo đảm hài hòa lợi ích cho người chăn nuôi và người tiêu dùng.